nào hết nha quý vị. Rồi đó nó mở ngoài đầu vườn à. Cắt cái gì vậy? Cái gì vậy? Rút ra. 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 Rút ông cờ em bên bó mình thì dễ rồi. Một bó theo bó bên khu bự teo nữa mới được rồi. Người dài người dài bó giờ chia hai đi rồi hai ra còn nhiêu để cho rồi chia ngày đi. Cái dây cốc là dây thằng Thông nè, hồi xưa ở đây thì bỏ cho không nha quý vị, mà mình nghe nói hình như là bây giờ là nó có thể là nó bán được rồi, có người người ta mua rồi, bởi vì cũng hạn chế mình, trong cái khu vực mình sắp sinh thì cái dây cốc mình bỏ riêng, không bỏ riêng nha. Rồi cái khu vực nào mà của người ta để ra người ta bán là riêng, cho nên là phải có người dẫn đi mới được. Thì hôm nay đi thì có đại diện ở đây là có ông chú Sáu. Ông chú Sáu là ông dẫn số địa nè, đó mình ở đây đó. Mình đi nghe quý vị đó là số địa. À, mấy con là tự ăn cho ăn xuống đó nghe chú Sáu. Dạ. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi qua bển, là mình đã đâu nghe quý vị bắt đầu chuẩn bị đi. Chú ơi, rồi đâu đâu rồi đi đi mưa dẫn mưa ơi. Dây bó không đây. Dây đây nè. Dây gần 10 phút nữa đi. Bật bên kia phân nữa hả mà. Được chưa ôm chưa? Bên kia chưa được người nào, kia không chịu. Sao sao mà đi có một bên hả? Đi qua đây đi. Đi tèo với mấy chút cho rồi mà. Đưa vào chỗ đi. Với dây này tôi chú nha. Rồi. Ở đây anh đi ở đây hay vậy? Sao đi còn bên đây sao còn. Sao mà? Vậy chia duyên mới anh Quy. 50. Qua đây nè. Ở bển nè. Qua đây 10 bờ bắt ông nè. Anh Trà. Anh Tám qua đó đi anh Tám. Qua đó đi thêm 2-3 người nữa qua bển đi. Rồi đi, đây. Bùi hôm nay tôi hôm nay ơi. Mình đi đâu? Đây nè. Đi chỗ này. Ê. Đây đây. Thì mình sẽ đi theo bên ông mời nghe quý vị. Đi phe rồi. Cái đường đi mà đi chặt hành thông này nó rất là chất trở nha quý vị. Lớp ong, lớp kính vàng, lớp gai rồi nhiều lắm. Mọi người, dạ. Chị bớt chỉ làm 3 phe lần hả? 3 phe rồi đó. 3 phe rồi đó, bây giờ là ra là 3 rồi đó. 3 phe rồi đó. Dữ vậy? Cánh này, cánh bên kia, còn cánh bên kia, cánh mình, còn cánh bên kia nữa. Ba cánh đó. Rồi nhớ nhớ hồi nãy là cái ông Ly anh dặn gì không đó nha, thắt tay méo tay gì đó là bị chặt đó nha. Con đi đi đâu hết rồi lấy đâu có dây có ơn rồi con kia rồi. Hôm nay là đi như vô rừng vậy quý vị. Cái xứ ở dưới chợ Vinh này thì cái huyện này thì cái đất còn hoang sơ nó còn là rất là nhiều so với là ở trên An Giang của mình. Vùng An Giang mình thì người ta phá rồi, người ta làm lúa hết rồi. Hôm trước có lại một bó, mình đi kia một bó, mình đi được không có. Cái này là cái gì? Cái này là cái mộ. Cái mộ như vậy đó hả? Cái mộ quá trời bự rồi. Cái mã nha. Cái mã tà đá. Đây là cái mã chứ không phải cái gọn nha quý vị. Mình bắn xuống mình nhìn mình tưởng đâu là cái gọn. Cái mộ. Đem dây lại hai ơi. Đây là ai đây nè. Chia đây, một cái cây khô. Cây khô mẹ. Trời ơi. Cây khô này là chồng ơi. Cây khô chặt bỏ đi. Cái này là dây thằng Thông nha quý vị, là lá thằng Thông chứ không phải là dây cốc. Chưa đúng dây cốc một chút xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu quý vị và các bạn dây cốc. Dây thằng Thông thì nó trơn, còn dây cốc nó một nhiều lắm. Đây rất là nhiều luôn dây thằng Thông. Dây thằng Thông cũng lấy luôn hả? Thằng Thông đi.
Lấy 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 đi. Thì vào mình sức quá nhỏ rồi. Sức quá nhỏ rồi, chắc không nổi rồi. Đây nè. Ờ, đổi cái hàng đi. Qua đây luôn đi, cho mấy ông qua đây làm bên đây đi rồi đi chỗ khác, đông đông làm cho nó không có mệt, nó ngán. Qua đây hết đi mấy quân. Qua đây hết đi, vô đây hết đi. Có làm chung chung đông cho nó vui. Trong trong đông đông dễ tâm sự. Ừ, đông đông làm cho nó không có ngán. Trời ơi. Qua đây hết đi. Hết nhiều. Làm đông cho nó vui. Rồi lên. Đây làm sao luôn. Nhảy ở trong cái bao hơn sao chứ cửa nhà. Dạ. Vậy là ba cái này là ba cái mã luôn vậy đó ha. Ừ. Cái này là những cái mã nha quý vị, chứ không phải là cái gò mối mà là mã. Mới vô qua nhìn tưởng đâu là gò mối không à. Ra rồi mà tưởng là qua cái này đi. Đó, nhảy hả? Nhảy cây đó. Phải chờ tự. Còn không nó đeo tới đâu rồi xếp cây cái đó hả? Chết rồi, chết rồi. Hả? Ủa, mày nói gì vậy? Thằng không, thằng không. Thằng không lấy cho Năm. Ha. Cái chuyện. Thằng không. Cái này thằng không hả? Thằng không, thằng không. Gai lắm nha bà. Gai lắm đó. Dạ, chừng gai. Qua đây, bên đây, mới nhìn mới thấy lá rồi vậy. Bỏ cái dế qua mà. Cái này dai không tại. Bỏ về ba cái nè. Nè, ông cầm bao tay lấy bao tay nha. Nè, bao tay nè quên giật kìa. Đi ba. Đi đi ba. Ngó không. Đã cho nó xuống ở đây coi. Đi quá xuống cái gì hết. Nhỏ gì đó không à gai nè quý vị gai dữ dằn lắm nha gai đó không không thằng không cái gai này không biết cái gai gì mà lúc đó gãy đó nó mất không khi lấy dây cốc hay là dây thằng thông thì mình phải leo lên mình đốn vậy đó nha quý vị. Và cây thì gai không à. Thì hôm nay thì đi lấy dây cốc này thì được cái sự hỗ trợ của chị Kim Loan Nguyễn, cái số tiền quỹ để làm những chuyện cần thiết, đổ xăng, ăn uống trong những lần là đi lấy thuốc. Tại vì thuốc này, dây cốc này thì ở trên quê mình là An Giang Châu Phú là không khó thôi quý vị. Có nhưng mà số lượng ít không đủ, cho nên mình phải xuống dưới đây mình lấy. Có thể là hôm nay mình đi lấy là khoảng là 2 tấn dây thằng thông này. Cái cây này là thấp là dễ leo, một xíu nữa là leo cây dầu luôn rồi nó cao lắm. Sao lại sao? Đè nó xuống hết luôn. Chị Minh chiều nay em dẫn chị Minh đi ra nhà chị Vân chơi, chị Bám mới cất nhà đẹp lắm. À, đó, tôi nghe nói rồi. Dạ. Đây. Cái hố sâu này là cái hố bơm hồi xưa nghe quý vị. Hồi xưa giặt bỏ bơm là một dùng một hố vậy nè. Thì trong đây đất nó còn rất là quan sơ cho nên là dây cốc nó mọc nhiều. Mình với các chú đi xuống đây là chặt. Quý vị coi các chú leo đôi khi là lên cái cây là nó khoảng là mười mấy 20 mét cao lắm quý vị. Không mà ông đang ruộng. Đây cái dây này là cái dây cốc đây. Đây là dây cốc nè. À, đúng là dây cốc nè. Nó không gai vậy đó. Nó gai nó một nè.
đắng thì gom. Đắng lắm. Còn cái dây lúc nãy mình mới lấy là dây thần thông. Về tới được cốc rồi đó. Tới cốc. Lắm à, thơm à, hay. Kiến hả? Kiến vàng hả vậy? Ồ, cũng kiến dữ lắm. Ồ, quá nhiều rồi, leo lên đọt luôn rồi. Ồ, dây cóc rồi, đúng rồi, dây cóc rồi. Kiến cắn hả? Kiến cắn, cắn kiến. Ồ, kiến cắn. À, cái cọng dây cóc nó thụng thụng xuống vậy nha quý vị. Mình bột qua đó nha. Quá nhiều rồi. Để giờ đây, có giờ đó không? Đất ở đây sao ngộ ha, toàn là đất cát không ha. Qua đây Khánh đâu. À, leo tuốt lên đọt cây nha quý vị. Đây là xuống đất. Lúc lên trên. Kiến cắn quá, kiến cắn à. Mình lấy dây ra sắp nha. Đây là ông chú đang chuẩn bị bỏ lên cây cây này, đang chuẩn bị lấy dây cóc nè các bạn. Leo cho nó không phú chút ra bò. Đang bò lên. Cây này thấp quá mà leo gì, cây phải hai mấy mét nó mới leo. Thì đã hạ được đây nha quý vị. Nó bò lên đây đây. Dây cóc này thì nó rất là dễ sống, lúc mà mình chặt đó quý vị, nó còn lại một nhánh nhỏ thôi, nó nằm ở trên cái thân cây là nó sẽ tự động, nó sẽ mọc, nó sẽ bò ra như vậy đây. Dây này là dây cóc, lá dây cóc. Mình nhìn không kỹ là mình nói nó giống như lá trầu vậy đó quý vị. Giống mình không, không phải. Thì ở đây thì có người kêu nó là dây cóc, còn có người kêu là dây thần thông đực, dây thần thông cái. Còn ở quê mình thì kêu là bằng là dây cóc. Cóc là cái mắt là nhạt. Thì hôm nay cái dây nó thưa. Thì hôm nay thì cái đội từ thiện mình từ An Giang xuống thì cũng có một số chú ở Trà Vinh cũng có đến tiếp nữa ha quý vị. Chú cho con hỏi chú tên gì chú? Năm Nghiệp Quả phòng thuốc Tư Phi Cầu Kè. Nha. Gì vậy? À, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. Chú 63 tuổi rồi ha. Chú đi chặt cây thuốc này lâu chưa chú? Trên 10 năm. Không phải mà bệnh vô làm. Qua trường trai đi luôn. Trường trai nay 20 mấy năm mà trường trai đi luôn đó. Đi luôn ha. Là mỗi lần mà các chú ở trên An Giang xuống đây là có chú tiếp rồi ha. Mượn đi. Dạ. Chú làm rất là nhiệt tình quý vị. Đang làm buôn bán, làm ăn bán buôn xe Honda, mà khi mà hồ là gác kiếm giang hồ là đi ăn chay trường, đi hai mấy năm rồi đó. Đi luôn. Đi hai mấy năm luôn ha. Vậy là chú ở xã nào? Tại thị trấn huyện. À, tại thị trấn huyện ha, huyện Cầu Kè luôn đó ha. Ừ. Dạ. Là làm trong phòng thuốc của ông Tư gì? Tư Phi. À, Tư Phi là cái phòng thuốc là nổi tiếng nhất khu vực Trà Vinh này nha quý vị. Cả nước luôn nữa. Ừ, cả nước luôn. Ông Tư ngoan tới ổng đó, không có vừa đâu. À. Ông Tư ngoan, ông Tư Phi này 31 năm à. À. Ở trên dùng chả là Tư ngoan, dưới này thì dùng là Tư Phi đó. Anh Tư Phi ha. Dạ. Thì hôm nay mình đi thì cũng Giang Tư ngoan dùng này là Tư Phi đó. Ở trên mình thì xuống được là 12 người, còn ở dưới đây các chú các bác tiếp nữa là khoảng là 20 người nha quý vị. À, leo cái dây đi lấy dây cóc này thì nó rất là cực, là phải leo trên cao á. Leo trên cao rồi mới là chặt nhánh xuống, ở dưới là mới gom lại thành từ bó như bên đó các chú gom vậy đó quý vị. Rồi cái mình mới giác ra ngoài xe gom lại là khoảng 2 tấn. Thì ngày mai thì có xe tải ở trên khu vực An Giang mình xuống là sẽ chuyển lên trở về. Thì cũng đây là lần đầu tiên là mình đi lấy dây cóc ở dưới Trà Vinh này nha các bạn. Nhưng mà ở dưới đây thì đối xử chứ là người đi lấy thuốc nam là chung là rất là hòa đồng và nhiệt tình. Thì cũng có bà chị bà cô này bả đi lấy nè quý vị.
À, cô cho con hỏi cô tên gì ạ? À, tên gái. Tên gái ha. À, cô ở đâu vậy cô? Ở Nha Trang. Ồ, sao ở Nha Trang mà vô tới đây làm vậy? Chị bệnh cây phi hả? Chị bệnh phòng thuốc á. Dạ. Hết bệnh làm luôn. Hết bệnh là ở đây đi làm luôn. Ừ. Mình có chồng có con gì không cô? Có chồng mà chồng chết rồi. Mình có con không? Có một đứa. Vậy ha, con mình cũng có gia đình cũng ổn định rồi hả cô? Gia đình rồi. Ổn định rồi. À, ổn định rồi là mình bỏ mình đi làm thuốc luôn ha. Ừ. À, thì các cô chú như vậy thì rất là quý nha các bạn. Nó thì... hôm nay thì mình đi là trong một cái phái đoàn của mình thì đi 2 ngày, rồi hôm nay là 1 ngày, ngày mai là lấy thêm 1 ngày nữa là ngày mốt là phái đoàn mình sẽ về, rồi hôm nay là ngày 29 là mình lấy tới bữa mùng 2 là mình sẽ đi về nghe quý vị. À, thì quý vị thấy thì cái cây cao như vậy nè mà leo lúc lên đọt thì nó cũng gọi là rất là nguy hiểm, nhưng mà cái tấm lòng của từ thiện của các chú thì các chú vẫn đi lấy hoài hàng ngày mỗi ngày. Kiến vàng dữ lắm quý vị, leo lên cao rồi kiến vàng nó đeo nó cắn mình á. Khỉ không? Bởi vì để làm ra được viên thuốc mà cho người bệnh uống thì rất là cực khổ không quý vị. Nếu như mà quý vị mà nào mà có sử dụng thuốc cam á, thì cũng đừng có nên là phung phí, tại vì bao nhiêu viên thuốc là bao nhiêu giọt mồ hôi của các chú với các anh em đi lấy á. Mình để chữa bệnh thì mình dùng đừng để cho nó hoang phí. Nó quý vị thấy leo cao đồ rất là cao, nó là lấy những cái nhựa dày đó, nó chặt lấy những cái nhựa dày đó. Chợt ốc luôn. Ủa, trời, anh còn gì nữa leo. Ủa, trời, anh dư lắm mà. Nó. Ờ. Bên hông bên kia kìa, quay. Mấy con quá. Lục dài lục giới rồi, giờ leo mới được. Thì cái ông anh này là hỏi cái khu vườn này là để cho mình xuống mình lấy những cái dây cóc này nghe quý vị. Trời trời khoái trời. Anh cho em hỏi anh tên gì vậy? Tên Ly. À, anh Ly năm nay nhiêu tuổi anh Ly? 41 rồi. 41 ha. 41 mà làm phước dữ lắm quý vị, là nổi tiếng là cái khu vực chợ gì đây anh? Ngũ Lạc. À, chợ Ngũ Lạc ha quý vị. Chết luôn. Ai cần làm phước mà ai mà cần. Thì mình lấy dây cốc này á thì mấy chú nói với quý vị là mình uống nước rất là đắng, mình ăn cơm cũng đắng nữa, mình về mà 2-3 ngày sau mình ăn cũng đắng, cầu cũng đâu rớt bên tay quá rớt rồi, khiến vàng cắn quá cắn rồi. Khiến vàng nó cắn quá cắn rồi. Vậy hồi đó tới bây giờ sao mà mình quen được với ở trên An Giang mà mình đại diện đang mình xuống đây mình lấy được anh? Ngày xưa cũng có cái duyên lành gặp ông Sáu á. À. Năm nay lấy cũng 10 mấy năm rồi. Vậy ha. Gần 14 năm rồi. À. Năm nào cũng lấy xuống lấy 2-3 chuyến. Hai chuyến là ít. Đôi khi một năm lấy 3 chuyến. 3 chuyến nhiều. Bèo bèo cũng đã. Chuyến lấy 100 bó, một bó gần 2 tấn rưỡi. Năm lấy cũng 5-7 tấn. 5-7 tấn ha. Là cũng vòng vòng những cái khu vườn này không á ha? Chưa đâu, cái khu vườn này là ví dụ mình lấy này chỉ có một nửa thôi. À. Chỉ là cái này là nó nằm của huyện Duyên Hải thôi. À. Còn cái huyện Cầu Ngang, cái huyện Trà Cú nữa. Nó đi thường là đi 3-4 huyện mà vuông mình cũng lội mình đi kiếm vậy đó. À, vòng vòng theo vuông có cây mọc là nó mọc, sẽ có lên có ha. Cây mọc thì mình cứ đi kiếm tới chỗ nào có thì mình dẫn anh em đi lấy, còn chỗ nào không có thì mình đi tiếp nữa. Dạ. Nói chung là nó cũng có cái duyên, nói chung là nó cũng có cái tâm, không có tâm kiếm được đâu có mấy cái này. Dạ. Thì dọ cực lắm. Như là mình rảnh là bắt đầu mình buông ra cái mình thấy cái vườn nào trồng quốc rồi mình đi dọ thử ha. Ừ, dọ hả? Từ từ Toàn ơi. Toàn ơi.
từ đi chút xíu đi. Ngồi nghỉ mệt xíu đi, nãy giờ leo cũng là mệt lắm rồi, đi với cũng mệt nữa. Thì em xuống đây thì em thấy là đúng mé nhánh nhỏ nhỏ thôi Toàn ơi. Để anh lại anh hỏi cái anh làm gom một tí. Thì bác ảnh bận công chuyện, ảnh phải đi hỏi mấy anh kia đặng xin đặng chặt nha quý vị. Thì quý vị cũng thông cảm, thì mình cũng cảm ơn anh luôn. Thì các chú nãy giờ làm mệt rồi bắt đầu ngồi nghỉ mệt nha các bạn. Thì cái cây này là từ đây là đi lên tới trên đọt là rất là cao, đây là cái gốc của nó nha. Bắt đầu là leo lên là tới trên đọt đó quý vị, là mình quay là muốn hết muốn thấy luôn rồi đó, cao như vậy đó. Là lấy từ nhựa dây cốc xuống. Nhưng mà rất là vui nha quý vị, làm cái việc này là nhờ có được cái tâm mình làm mới được, chứ còn không có cái tâm mà kêu mà mướn đồ đi làm là chắc là mấy anh với mấy chú cũng không đi đâu. Cái tâm từ thiện thành ra cái chú đi đặng phục vụ cho những người bệnh. Là đi là mình đi cái chuyến này là các anh đi là hoàn toàn là miễn phí hết, là được cái sự chi phí là được là chị Kim Long Nguyễn là hỗ trợ hết. Thì thay mặt các chú mình cũng xin cảm ơn là chị Kim Long Nguyễn rất nhiều. Thằng nhỏ nó cũng đang chặt nè quý vị. Nhỏ nó chặt cây nhỏ à. Chú bỏ chuyện lát vậy là uống cảm thấy là đắng lắm rồi. Còn cái này là đem về bào chế thành thuốc viên cho bà con nghèo. Thành thuốc viên hả? Thuốc viên. Cho nên là không phải là một món này xong, nó nhiều món cộng lại. Cộng lại. Cho nên là mới thành được cái thành phẩm được thuốc mình uống. Chứ ở đây đâu có xài dây này đâu. Không đắng lắm. Không có ai xài đâu. Dạ. Rồi tôi có xài rồi. Xài chú xài chừng gan hai gan là chú xài là đã đủ chừng, rồi. Dạ. 5-6 tấc gì đó. 5-6 tấc là đủ rồi. Đắng lắm cái này mà chú không quen rồi ăn vô nó đắng ói luôn á. Khóc cửu. Dạ. Ngâm rượu uống ngâm rượu với vài khúc rồi chú uống là mệt xỉu rồi. Chứ không bây giờ uống nổi, nó đắng dữ lắm đắng. Tụi con lấy về đôi khi do bà con nghèo cho người ít ta xài. Dạ, có nhà may xây với có cái thuốc viên đó hả? Có nhà thuốc luôn. Nhà thuốc luôn. Dạ, nhà thuốc luôn. Thì ở đâu bên Tây Vinh đó hả? Dạ, tụi con lấy cái này về cho ở Châu Đốc. Châu Đốc hả? Châu Đốc mới có cái thuốc, mấy thuốc khác đặng cộng vô đặng mới làm được. Chứ tụi con ở đây thì không có chuyên. Mà con thì người địa phương, con ở Ngũ Lạc nè. Địa phương dẫn mấy anh em đi lấy rồi đó. Lấy rồi đem về Châu Đốc. Nói chung tụi con mấy người này người ta cũng nghèo thôi, nhưng mà dành dụm thời gian tí rồi đi lấy đặng về cho bà con nghèo. Dạ, nói vậy đó. Nhà chú ở đâu? Ở bên Bắc Chợ đó. Rồi đi bằng cái gì qua đây vậy? Ở đường xe Honda nó chạy vô tới đây nè. Ồ, xe Honda tới đây ha. Dạ. Để đi lấy gom về cho bò nó ăn. Cho bò. Dạ dạ. Cái vườn này là của chú luôn á hả chú? Của tôi. À. Hồi nãy cái này cũng ngọt luôn đó. Nấu nấu xài gì đó. Dạ. Tôi thấy con thầy này cũng thuốc mà mình không có xài. Không biết cái xài gì. Mình ở đây mình xài cộng hai cộng rồi nó đã đắng rồi. Dạ, nó như vậy đó. Cho nên là quay kiếm cái thứ đó. Thứ này à. Giờ chảnh còn nhiều thứ bào chế lại. Mà thấy nó bây giờ nó sản xuất đó, cái thuốc viên cái viên nhỏ cái, nhỏ ha. Viên nhỏ nhỏ như tera gì đó. Mà bên con là thuốc này là để thuốc từ thiện không à. Chứ không phải là tiền bạc gì đâu. Xin. Có sao có bên bà kia gì đem đi đem đi lấy lợi quay bán á. Bán là bán sợ thôi sợ. Uống thuốc viên này nè. Dạ. Thuốc nhức lưng đau khớp rồi thuốc đó cái đó thuốc bắc á chú ơi, cái đó thuốc bắc á chứ thuốc nam là tụi con cho không rồi chứ không có bán. Dạ, tụi con đi lấy về cái này xong rồi là mấy chú sản xuất bào chế sản xuất ra rồi là mấy chú mấy bác đồ là có xin bao nhiêu thì mấy chú sẽ phát cho hết. Nhưng mà cái thuốc này hôm nay tụi con đi lấy dây cốc này á, là cái thuốc này dây cốc là chị nhất là đại tài là hay lắm, nhất khớp rồi đó. Nhất khớp. Dạ.
Vậy là ngâm rượu uống, rượu uống trị bệnh nhất nữa đó chú. Nhưng mà làm cái là ví dụ mình kết hợp đủ món á, phải có sự kết hợp này cái thứ món mình nên mình đâu phải là nhà, mình đâu phải là y sĩ đông y rồi mà mình bào chế về chảnh mấy ổng mới biết mới làm ra. Thôi cái thuốc nó kêu thuốc đồng ý gì đó vì làm thành thuốc viên á. Dạ cho nên đi lấy cực khổ lắm. Kiến vàng cắn rồi chạy tay chạy chân rồi nhiều người vậy á, là nhiều người mình làm nó không có mệt. Ở bên mình làm chứ giờ chú kêu con đi lấy thật á, con mà đi lấy mình, mà lấy một mình con một ngày 1 triệu con không bao giờ con đi. Con nói thật tạ là con làm nghề khác. Dạ rồi được nhiều quá thì mình giác đi tới chỗ xe mệt lắm nội chú leo lên với tuổi con giờ con đâu có leo cây nổi đâu. Chỉ đi kiếm cho anh em mấy đứa nhỏ nhỏ, mấy đứa em nhỏ tuổi nó lấy thôi, chứ còn mình lớn tuổi rồi đâu có leo lên nổi. Nội leo lên khúc mệt tuột xuống hết sức rồi. Chú đóng là mấy con người đi á, đi hút thuốc đó, nhà thuốc Tư Ngoan á, đi hút rồi nó không lấy tiền đâu. Dạ, dạ anh chảnh hút từ thiện phải không? Cho từ thiện không hả? Cho ăn như mình cho. Mình bao xe đi. Ví dụ mấy người mà người ta bệnh nhiều, người ta uống quanh năm suốt tháng tiền đâu mà mua. Nó cho nên là nó như vậy. Này thì hôm nay là cái vườn này của chú thì chú cho tụi con được chia cốc này á, thì con thay mặt cho bà con nghèo là con rất biết ơn chú nha. Dạ. Mình lấy tự do đó. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn chú, con đi nghe chú. Dạ, dạ. Cái từ bên đây mà mình đi qua bên đây cũng muốn không thấy đường nha quý vị. Cái người đứng bên bển như người đứng bên đây mình cũng không thấy. Bây giờ mình sẽ đi qua đặng chuẩn bị là chặt một số nhánh ở trên cây dậu xuống nữa. Là nó reo trên nhánh của cây dậu. Cây này là nó lùng là có một số nữa nè quý vị, đây nè ha. Và mấy cái dây leo nè nó nằm nè. Đó, bên đây. Lên đi cốc luôn hả? Dạ. Này. Bên đây nhiều lắm. Đây đó kìa. Đó. Ô, nhiều dữ vậy đó hả? Cao mà nhiều nè. Như đất cũng có nó nữa nè. Qua đây. Cái cây đó nè quý vị. Màu đó. Chùm chùm đó. Con ơi. Kiếm cái gì vậy? Nó nằm vậy đó nghe quý vị, treo leo trên góc, từ đó trên xuống góc nè. Quý vị nhìn thấy nó cao, rất là cao. Đó. Còn em kiếm gì mất cái dao hả? Dao. Mất chưa? Gặp chưa? Cây đó giữ còn. Cây này nhiều lắm đó. Nhìn chú ơi. Nhìn đây từ từ ra. Bây giờ gì đây? Em để dao với gì anh chuyện lên. Ôm từ dao. Nó cũng nhiều lắm ha. Ồ, nhiều quá. Chặt đụng đỉnh nó bỏ đi còn. Anh đi qua bển kêu mấy đứa em nhỏ nhỏ nó rắn kêu qua đây hỗ trợ với còn qua bên đó còn nhiều lắm. Nó mọc ở trên toàn rồi, trên cái thân cây vậy không có nghe quý vị. Bởi vì leo rất là cực khổ. Giờ em đang chuẩn bị là leo lên. Những cái cây mà nó không có cái vàng thì cũng đỡ cực. Còn những cái cây mà nó có cái vàng cực dữ lắm nghe quý vị.
Rau cây mà mang dài sao leo được tờ, khỏi dậy ra đi. Quá suông rồi. Khỏi dậy ra mới được. Rồi. Khó lắm rồi quý vị, cũng trần ăn á. Rớt rồi. Chân. Bắt đầu chuẩn bị leo lên nha quý vị. Lúc nãy là mang dài leo không được rồi, bây giờ sẽ lột dài ra. Có cọng dây là cột cái dao luôn. Anh giữ điện thoại không? Rồi giữ điện thoại đây. Cầu quay mà không lên gì trơn vậy. Rất cực sao quý vị. Đó. Cây sung mà cao như vậy thì leo rất là cực. Thì cái cây này là theo ông anh ông nói là cái cây này khoảng được 6-7 bó. Một bó khoảng 30-40 kg đó quý vị. Rồi bây giờ đã lên tới rồi. Đó. Xong chưa? Im chưa? Tới đó ngồi nghỉ mệt rồi hả? Mệt tí nữa hả? Mệt lắm các bạn. Mình thì thua rồi. Cái này có thằng Khương bắt nó leo được. Nó leo vừa được, nó leo cây này được. Bây giờ các chú là đang chặt những cây, những dây cóc thôi quý vị. Thì giờ vô đây là vô tình nó có một cái mặt ong. Thì bây giờ nó quýnh là hai chú, là một người là đang bị nhứt, với một người nó quýnh ngay con mắt nè quý vị, là chạy ra ngoài luôn rồi. Hồi nãy là các anh em chạy quá trời chạy rồi. Thì ở trong đây nó cũng như là gần vậy đó. Ông dữ lắm ông. Ủa ông khoái này mặt nhiều lắm. Nhưng mà các chú thì không ai bắt, không ai động đậy gì đến nó hết á. Quý vị thấy ủa ông khoái nè. Nó quý vị thấy không? Ủa ông. Nó ủa ông chà bá luôn quý vị thấy không? Nó. Ủa sao không? Mình thì mình đi chặt thì mình cũng xa xa nó nghe quý vị, mình không có đến gần nó thì nó không có chích mình. Nó bây giờ mình đứng cũng hơi gần, nó không có chích, mình đừng có đụng tới nó là nó không có chích à. Thì khi nào mình đụng nó mới chích mình. Thì bây giờ mình sẽ rút từ từ ra. Đây. Thì anh em nó đang leo bên đây nó chặt này nghe quý vị. Là bình thường lắm, không có gì hết. Thì nó đang chặt nè. Thì quý vị thấy rồi đó. Thì đi chặt thuốc nam này nó nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Nhưng mà mình làm từ thiện thì nó cũng không có sao hết nữa quý vị. Chuyện gì nó cũng sẽ qua hết. Đó. Chỗ ông bên đây. Chỗ ông bên đây thì em mình nó chặt bên đó. Đó. Ủa ông bên đây đây. Này ủa ông. À, thằng nhỏ nó chặt bên đây. Rất là nguy hiểm. Đâu bên đây bắt đầu chặt tiếp. Mự nó quất ông đâu mự? Vậy hả? Ông chạy thoát hả? Ông nằm xuống hả? Ủa phủ ông kịp hả? Hốt chú ngang mắt hả? Ngang mắt luôn. Đâu? Đây nè. À, ở trên mình nhắm là kịp nha quý vị. Cũng nguy hiểm. Đây rồi ông nào bị nữa? Trời ơi, tụi quá tanh bành hết trơn nè mặt. Ông má chết. Tụm lum hết trơn. Trời ơi, nó sưng nè, quất vô lỗ tai sưng trụ bụng. Đây nè, bên này nè. Trời ơi, trời ơi. Tai nó tụm lum hết trơn á.
quá nhiều rồi quý vị ơi. Con ông Phái đó thì đừng ai đụng gì tới nó thì nó không có chết, mà mình rút động động nó là nó chết à. Ổ đó là ổ ông Khoái chứ không phải là ổ ông Gùi. Ông Mạc, ông Khoái á. Ông đó quánh bày. Ông đó quánh bày. Nó rút con đen hay chưa, tôi chạy không kịp không tính. Đợt đó nó gọi con gần 2 cây số. Cái này làm gì ở cái con tao không? Nó là gớt tôi không kịp, tôi gặp con này chứ con này. Không kịp chứ con này hả? Nhất không chốt? Nhất lắm hả? Con mũi mà nhất dữ vậy hả? Ngay con mắt, ngay con mắt mình chích hơn mình sức dầu không được nữa. Chân hết dạ. Tay nữa nè. Ừ. Ê, chân lỗ tai luôn nghe các bạn. Thì ông ở đây ông dữ lắm ông. Cái này cái điện thoại gì đó thằng cà em nó cháy đèn đó. Đã ha. Không thấy mình đi vậy mà. Bây giờ chút nữa con lỡ con chọi nó mấy ông chạy nha. Chọi nó là nó vượt mình anh thôi. Sao ông này động nó mà nó quýnh luôn ông này? Không biết sao không hiểu mà bị quýnh em, đợi em phụ với ông Năm mà nó không quýnh. Dạ. Nó không có đứng đứng nó bay bay mặt rồi phủi nó không kịp. Đúng rồi, tại mình quýnh nó quýnh mình đúng rồi. Đứng em luôn là quýnh mình chết luôn à. Hai ba con bay. Cũng nguy hiểm lắm nha các bạn. Thì các chú vẫn tiếp tục đi lấy chú thuốc nam, chú nào bị quýnh thì nghỉ, còn chú nào mà không bị quýnh thì tiếp tục quýnh sưng chóng mặt luôn hả? Nhất quýnh ngay con mắt nhất lắm, không có chỗ nào mà nhất bằng mắt. Ông này nè, ông kia chạy ngay chỗ ông giả quýnh chuyển diện luôn. Chọc ông mấy gọi được không? Mấy con hả? Được mà, phụ hết tiền cái nông dai này. Ừ. Đây nữa nè. Cái đó không phải. Không phải. Cây kim nó lúc kim ngoài nó cái đất già, nó sẽ lúng cái đất già. Bị quấn nè nghe quý vị. Không có kim. Không có kim mà nó đánh là sưng nữa này, sưng luôn rồi. Có nghĩa là nó đâm vô dính áo. Dính áo rồi đó nè. Chứ nếu mà có cây kim là cái đít của nó hơi to to mình nghĩ ra được. Hồi nãy nó chích nó không 1, 2, 3, 4. Cái này 3 lỗ nè. Đây nè, 3, 4 nè. Đây nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mình đây nữa nè, có 20 chết á, có 20 chết. 5, 6 con mới đi dí mà. Ổng nhờ nhờ cái thịt ổng không có độc, nó không có sưng. Tới đó tôi thấy nó chạy hết kịp phải không? Tôi chạy ngang đây cái hai con nó dí thằng Huy. Quý nó la bị chích cũng chạy hết kiểu từng hai con về tôi thấy một mày con tôi vậy. Đúng yêu gì luôn nó cho con hả? Ông đây cục cửa coi như chích đảo một cái. Con rồi quánh một cái là hết luôn. Nè quá dẹp hết cái lưng luôn. Viên đạn nó dí đánh thôi. Quý một năm nàng mà lỗi quá sao hết, có gì sao cùng dướng ổng cả. Hôm nay là được thu hoạch là gần được 30 bó dây cóc nha quý vị. Rồi anh em bắt đầu khiêng lên. 20. Rồi vô. 21. Nội đống này không trên 30 rồi. Bó này nhỏ quá. 31 quá vậy. Còn kia còn đống nữa kìa. Vậy là 3 mấy bó lại. 18. À làm bó. Đúng rồi, 4 bó. Làm bó. Trời bó kìa. 10 năm. 9. 31 quá. Này 31. 31 là bao nhiêu và cái bó? Bởi cái 5 bó nữa gì á. Năm cái bàn 6 con không? 5 6 bó gì vậy? 6 hả? 6 bó. 13 bó không? 6 bó. 2 bó. 6 bó. Bỏ tới 6 cái nào nghe nè. Vậy là hôm nay mình thu hoạch được 36 bó nè quý vị. Thì các chú đến đây đã hết sức rồi. Thì để ngày mai mình sẽ thu hoạch tiếp. Thu
video của mình đến đây xin được phép kết thúc thôi quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.